Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại Hearts of Iron 4 đi. Và hôm nay, sau rất lâu rồi. Ôi rồi, hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Nó ra mắt, DLC ra mắt từ 15 tháng 10. Và hôm nay 19 tháng 10, cuối cùng Minchi đã có được bản crack của DLC Battle for the Bosphorus. Thì nếu như bạn nào không biết ý, thì đây là bản DLC tập trung về 3 quốc gia là Bulgaria, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với đó rằng là có update cho cả Yugoslavia, cả Romania. Thì tất nhiên rồi, rằng là mình có cho các bạn vote rằng là chơi quốc gia gì từ thứ 5 nhỉ? Và sau đó rằng là mình tưởng rằng là thứ 6 sẽ có crack, và sau đó rằng là mình quay luôn cho các bạn này. Tuy nhiên rằng là đời đéo ngờ được. Rồi ok, vậy thì mình rất mong bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ kênh mình. Và đó, bắt đầu đi. Historical AI Focuses nhá, bật hết lên đi, đừng có kiểu tắt đi, bởi vì tắt cái đi nó sẽ hơi có bị loạn game quá, và vậy nên rằng là chúng ta không hề muốn điều đó một chút nào cả. Là nhớ vào nhá, là nhớ vào. Ui, DLC mới. Ê, rồi. Thì mình có chơi qua về gọi Thổ Nhĩ Kỳ với cả Hy Lạp, thì theo như mình thấy là nó khá là tệ. Thế là nó kiểu khó chịu vãi cái đấy. Thì đầu tiên rằng là chúng ta không được đóng quân ở bên phía Istanbul với cả là Bursa này. Thế như rằng là bởi hiệp định ký với cả là người Anh với cả người Pháp, thì vậy nên rằng là chúng ta không được ký. Và tất nhiên rồi, rằng là khi mà chúng ta chơi Thổ Nhĩ Kỳ thì quan điểm của mình rằng là mình sẽ muốn chơi với cái phe rằng là trở thành cái đế quốc Ottoman như kiểu ngày xưa nhá. Rồi ok này, Free Military Factories cho mình cả artillery này, làm cho mình vài cái này. Rồi ok, với cả rằng là cho mình một convoy. Tất nhiên là vậy rồi. Một trong những vấn đề lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Rằng là chúng ta đang bị loạn ở bên phía là Kurdistan, Hakkari với cả rằng là cái mẹ gì. Thì vậy nên rằng là ở đây nó sẽ chống đối mình rất là nặng nề. Nếu mình không làm gì để kiểm soát ấy thì rằng là bọn nó sẽ nổi dậy lên liên tục luôn, mình thề luôn. Vừa nãy mình chơi rằng là bọn Kurdistan là bọn nó tham gia phe của Liên Xô, và các bạn biết rồi đấy, rằng là như Thổ Nhĩ Kỳ đánh Liên Xô bằng cứt được. Điên vãi cái này. Thề rằng là chúng ta không thể làm gì được ấy. Mình không biết được, bởi vì vừa nãy là mình cho cái cách nó hơi có lẽ rằng hơi có vấn đề chăng. Nói chung thì lần này mình xem thử nhá, rằng là mình chơi là cách nào để mà xử lý với bọn Kurdistan đi này. Là người Kurd là ở khu vực này, là ở khu phía bắc Iraq này, xong rồi là Syria cũng có một phần trên phía bắc này này, với cả là ở Iran nó cũng có này. Thì đáng lẽ ra rằng là người Kurd thì cũng nên có một cái khu vực kiểu quốc gia riêng của họ ấy, nhưng mà không, họ không có đâu. Ở Syria thì trong cái cuộc nội chiến Syria vừa rồi các bạn cũng có biết rồi đấy, rằng là họ cũng nổi dậy lên và thành lập chính quyền tự trị ở đấy luôn. Rồi ok, thì bây giờ rằng là chúng ta đang cố gắng là quân sự hóa lại khu vực phía Istanbul này, thì người Anh thì ủng hộ mình, tuy nhiên rằng là bọn Liên Xô chống mình. Chúng ta sẽ không thỏa hiệp gì cả, không thỏa hiệp kệ mẹ. The Montjuic Convention, và sau đó rằng là để mà kiểu trở thành Ottoman ấy, các bạn sẽ cần phải làm là fully integrate the IS Bank à. The British abandon us, người Anh sẽ không ủng hộ mình, sẽ không theo mình nếu mà mình chống bọn Liên Xô. Thì vậy nên là kệ, chúng ta phải kiên trì với con đường đường lối chúng ta. Rồi ok, Liên Xô đã lùi xuống, và vậy nên rằng là rất là ngon, chẳng có gì ấm cả. Và Liên Xô sẽ không có đường nào mà đi ra khỏi cả cái biển đen đâu, bởi vì miễn là mình còn giữ thì rằng là Liên Xô không phải có đường nào mà đi qua được, bởi vì cái đường đi qua biển đen nó chỉ có một cái khu vực là phía cái mũi Istanbul này thôi này. Đây. Chính ra rằng là mình thấy đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ hồi trước trước khi dịch ấy là nó rẻ phết đấy. Mình trước là mình có check ở bên Viettravel, hình như là 35 triệu hay ba mấy triệu ấy, rằng là đi được Thổ Nhĩ Kỳ khoảng tầm là 7 ngày hay sao ấy, hay 2 tuần ấy, mình không nhớ lắm. Nhưng nói chung là đi rất lâu ấy, kiểu mình không hiểu sao nhá, là 35 triệu mà đi như kiểu đi Nhật thì đi có 5 ngày 6 đêm với cái mẹ ấy, nhưng mà đi Thổ Nhĩ Kỳ cũng rẻ phết thực sự. Nên rằng là bao giờ thử kiểu hết cái việc là dịch viết đủ kiểu ra thì mình sẽ muốn đi du lịch thử Thổ Nhĩ Kỳ xem như nào. I don't know, mong chờ gì đó. Ratify the six arrows, cái này là cái gì? The six arrows symbolizes six fundamental pillars of Kemalism and our ratification of these principles. Thì các bạn nên biết rằng là Atatürk là ai, bởi vì rằng là ông này là một người Thổ Nhĩ Kỳ rất là nổi tiếng. Ông ấy là người lãnh đạo quân đội của đế quốc Ottoman trong cái cuộc xâm lược của người Anh ở phía là chỗ nào nhỉ? Quên mẹ tên rồi, nhưng mà
Gallipoli, Gallipoli ở cái mũi này này. Cái mũi này là mũi này à? Chắc là mũi này. Thì sau đó rằng là ông ấy là người lãnh đạo người nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ là chống lại phe đế quốc, là khi mà ký hiệp định với cả rằng là khi mà người Thổ Nhĩ Kỳ là thua trận ý, thì rằng là họ đã phải cắt gần như rằng là gần hết lãnh thổ của họ ra, thì như kiểu là Syria với cả là Iraq là mất rồi nhá. Ở khu vực này sẽ cho người Pháp và bên trên này sẽ cho người Nga, bờ biển bên này với cả Istanbul đủ kiểu sẽ dành về người Hy Lạp, và sau đó rằng là đó, thế là cái chết của họ ấy. Thì vậy sau đó rằng là Atatürk đã lãnh đạo người dân Thổ Nhĩ Kỳ rằng là kháng chiến chống lại phe đế quốc, và sau đó rằng là đã chiến thắng được, và sau đó rằng là Thổ Nhĩ Kỳ như ngày hôm nay, chứ nếu không rằng là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rất là bé và rất là yếu. Vậy nên rằng là người ta gọi là Atatürk là người cha già của dân tộc, cũng như kiểu là Hồ Chí Minh ấy. Ông này có một thời gian rằng là từ cái khi mà ông này lãnh đạo dân tộc đến khi khoảng tầm năm 1938 39 gì đó ấy, ông ấy như là một người độc tài. Thì ông ấy cấm tất cả các đảng phái đây này, thế nên mới có lift the ban on other political parties, rằng là ông này suốt thời gian đấy là ông độc tài, mà kiểu theo như mình hiểu rằng là ông ấy là muốn là để đất nước cần ổn định đã, rồi sau đó rằng là mới nhường xuống. Thì vậy nên rằng là bây giờ nó như này này. Các bạn nên tiết kiệm cả cái political power nhé. Còn lại cái gì kệ mẹ đi. Concentrated industry. Chính là rằng là mình nghĩ mãi mới không hiểu sao cái này nó có gì ngon được. Production efficiency ở thôi kệ mẹ. Thôi rồi, nghiên cứu tiếp về công nghiệp đi. Mình sẽ muốn tăng cái factory output lên một tí kìa. Cái vấn đề là gì? Rằng là cái bọn Kurdistan ấy là bọn nó đang phá liên tục những cái cơ sở vật chất đấy, thì vậy nên rằng là nếu mà không cẩn thận ấy thì rằng là khả năng cao là các bạn sẽ phải dành tất cả thời gian của các bạn của nhà máy để mà sửa chữa chỗ đấy. Thực sự là chơi Thổ Nhĩ Kỳ ấy, rằng là từ năm 1938 1939 từ đầu game đến khoảng tầm năm 1939 thì các bạn sẽ không được đi đánh nhau và xâm lược ai cả. Thì vậy nên rằng là thôi rồi, thì đầu tiên rằng là mình sẽ không được theo đảng của ông Atatürk, mà mình sẽ cần phải theo đảng đối lập là đảng dân chủ, và sau đó rằng là mình sẽ tăng sự ảnh hưởng của người Hồi giáo lên, bởi vì là cái ông Atatürk này ông nhìn là ông muốn rằng là Thổ Nhĩ Kỳ là một nhà nước là secular, có nghĩa rằng là không bị ảnh hưởng bởi tôn giáo, tách hoàn toàn cái tôn giáo ra khỏi nhà nước, không phải như kiểu là Islamic Republic mà là một cái nhà nước secular. Thì vậy nên rằng là chúng ta sẽ phải theo đảng mà nó chống lại cái ý định đấy, rằng là chúng ta sẽ như vậy thôi. Cái gì đó, traditional group mobilize rural citizen. Thì vậy nên rằng là mình sẽ cần phải giúp toàn bộ những quyết định này ấy, nó sẽ có cái quyết định là giúp đỡ Atatürk hoặc là giúp đỡ cái đảng đối lập này, thì chúng ta sẽ cần phải giúp đỡ đảng đối lập này nhá. Bởi vì người Thổ Nhĩ Kỳ ấy, thì rằng là họ có thằng đéo nhau rồi. Thổ Nhĩ Kỳ thì tất nhiên rằng là họ là quốc gia là phần lớn là theo đạo Hồi giáo mà. Madras traditional group approaches Kurdish organization for alliance. Thì mình sẽ muốn là cái đảng đối lập này, bởi vì dù rằng là chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ phải theo đảng đối lập này rồi, thì vậy nên rằng là mình phải làm tất cả những điều có lợi cho nó, như kiểu rằng là cho đảng đối lập là liên minh với cả là người Kurd, dù rằng người Kurd nếu mà chúng ta liên minh với họ thì rằng là coi như là phản bội bội quốc hay sao ấy, gọi là vậy chứ, phản quốc ở phản quốc. Hold national referendum. Mình phải cho đảng dân chủ nắm quyền rồi này, bởi vì chúng ta có ít nhất 5% rồi, thì vậy nên rằng là có thể làm hold national referendum này. Và vấn đề nữa gì là khi mà chúng ta bị chống đối bởi Kurdistan quá nhiều ấy, bọn người Kurd ấy, thì rằng là mình sẽ phải đầu tư quá nhiều dân số của mình, manpower của mình vào để mà duy trì được cái tỉnh này. Vậy nên rằng là nó khá là mệt mỏi. Thà rằng là mình thả bọn người Kurd ra ấy, nhưng mà không, còn lâu người thổ mới cho phép điều đó. Đây, còn lâu người thổ mới cho phép điều đó. Recall Atatürk to active service. À, mình có thể gọi cả ông Atatürk vào làm tướng. Bởi vì tất nhiên rồi rằng là ông Atatürk là một người tướng rất là giỏi. Mình khuyên là bạn nào cũng nên đọc thử một chút về Atatürk xem như nào nhá. Mình chưa đọc lắm đâu. Thì ông này bắt đầu bị ốm rồi, mà vậy nên rằng là chúng ta sẽ phải để ông này chết thôi.
thật là buồn, nhưng mà đấy là chỉ là cách duy nhất để mà chúng ta có thể làm được như vậy. Partial mobilization này, chưa cần này. Free trade à? Ông này là mình lấy từ bao giờ đấy? Rồi ok, thì mình sẽ cần phải làm là The Democrat Party. Ok không? Ok. Và sau đó rằng là cooperate with the Debt Council. Chính ra đấy, các bạn nào mà chơi xong rồi là để ý một chút ý, thì rằng là nếu mà các bạn đang theo đảng của Arthur ấy, thì nó sẽ có một cái focus khác đây, kiểu tên và nội dung khác nhau. Còn nếu mà bạn theo đảng Dân Chủ, nó cũng sẽ có một cái nội dung và cái tên khác nữa. Thì đó, nói chung là nên để ý tí đi. Nhưng mà cái mod này, cái DLC này thì theo như mình đánh giá có vẻ nó khá là tệ. Bởi vì đây là không phải là cái những người làm ra của cái game này làm, mà là họ thuê một cái cơ sở, cái nhà làm game khác để làm về cái DLC này. Thì vậy nên rằng là mình không biết rằng là cái chất lượng nó có phải tốt lắm không. Nhưng mà theo như mình thấy rằng là cũng chưa phải tốt lắm. Rồi ok, Arthur đã chết rồi. Bye bye. France and Britain announce alliance. Utilize foreign capital này. Thì rằng là mình có thể kêu gọi đầu tư từ cái phe người nước ngoài. Chính ra là mình cũng muốn làm hai vít tối nay cơ, nhưng mà nên làm không nhỉ? Hay là chưa mai nhỉ? Mình định làm mình vít Hy Lạp ấy. Bởi vì Hy Lạp thì siêu cùng nó khá là hay mà. Các bạn có thể resurrect the Megali idea. Megali là một ý tưởng của người Hy Lạp rằng là sẽ thành lập một nước Hy Lạp to đại. Megali idea nó bao gồm cả Istanbul này, toàn bộ khu vực phía biển của Anatolia này. Và đấy là Megali idea của bọn nó. Không, thì rằng là nếu mà các bạn thành lập cái Megali idea đấy thì các bạn sẽ không thành lập đế quốc La Mã được. Còn nếu mà các bạn muốn thành lập đế quốc La Mã, các bạn sẽ cần phải chiếm sạch cả Thổ Nhĩ Kỳ ấy. Tuy nhiên rằng là nó cũng sẽ khá là khó. Thực sự theo như mình thấy rằng là nó hơi khó một chút thì đây này, thì rằng là các bạn có thể chơi theo cái là Megali idea ở dưới này này. Các bạn sẽ chỉ thành lập đế quốc La Mã nếu mà các bạn chiếm toàn bộ cả Thổ Nhĩ Kỳ. Theo như mình thấy là vậy. Synthetic oil này. Được, ok. Xem nào, thử Yugoslavia anh em xem nhé. Thì rằng là Yugoslavia có cái cây mở rộng hơn. Ủa rồi. Đẹp ấy, đẹp ấy, đẹp ấy. Được ấy, mình thấy cũng được ấy. Bởi vì Yugoslavia thì là các bạn nổi tiếng là bởi ông Tito. Ông Tito là người lãnh đạo cái kháng chiến của người năm tư trong thời kỳ kháng chiến thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai chống lại quân đội của Đức. Nói chung năm tư là một cái ý tưởng là bây giờ nhìn lại nó cũng hơi có vấn đề quá. Thế nó hơi có vấn đề quá thật. Theory theorist này. Ê, tại sao lại vấn đề quá? Mình nói cái gì nhá? Rồi, bởi vì rằng là cái trong cái thời kỳ của chủ nghĩa dân tộc mà các bạn phải thành lập một cái quốc gia mà có nhiều người dân kiểu đa dạng kiểu đấy thì nó cũng hơi khó quá chăng? Theo như mình thấy là vậy. Cái Croat bây giờ với cả người Serbia nó ghét nhau vãi cả ra ấy. Bởi vì rằng là người Serb thì ghét người Croat bởi vì rằng là thua trận năm trong chiến tranh năm tư, với cả rằng là bị người Croat là thanh trừng kiểu thảm sát trong cái thời kỳ rằng là chiến tranh thế giới thứ hai, bởi vì người Croat đã hợp tác với cả người Ý với cả là người Đức để mà kiểu cai quản khu vực phía Nam Tư này. Expand on Ottoman. Còn người Croat thì ghét người Serbia bởi vì rằng là đánh nhau, với cả rằng là trong chiến tranh năm tư thì người Serbia là cũng có một cuộc thanh trừng khác xử lý cả người Croat nữa. Ui, nói chung đủ kiểu. Milanovic là cái thằng Milanovic này đúng không nhỉ? Mình không nhớ tên lắm nhưng mà thằng đấy là thằng chó. Thì bây giờ rằng là chúng ta sẽ cần phải đi làm với cái kiểu là root out Kemalist influence in ở tỉnh nào đó, bởi vì rằng là nếu mà các bạn không làm thế thì nó kiểu khi nội chiến ý, thì rằng là các bạn nào mà chưa làm mấy cái đấy thì kiểu cái bọn chắc chắn là chúng ta sẽ nội chiến giữa phe của Đảng Cộng Hòa với phe Đảng Dân Chủ. Thì vậy nên rằng là bạn nào mà muốn tăng sức mạnh lên thì các bạn sẽ cần phải kiểu increase loại bỏ cái sự ảnh hưởng của cái bọn Cộng Hòa kia ở một số tỉnh, nếu không rằng là trong nội chiến bọn nó sẽ kiểm soát tỉnh đấy. Ok không?
rất là chi tiết và đầy đủ các bạn ạ. À mà có em hỏi về tải game ấy thì rằng là mình nghĩ các bạn chưa nên tải bản này về vội, bởi vì rằng là mình nghĩ là sợ các em tải nó hơi khó ấy, bởi vì cái này nó cần nhiều tiếng Anh ấy. Cũng không hẳn là cần nhiều tiếng Anh lắm nhưng mà mình thấy rằng là hơi phức tạp. Nếu mà muốn chỉ thì có lẽ rằng là hơi khó một chút cho. Xin lỗi nhá, xin lỗi nhưng mà bao giờ nó đăng lên LinkedIn hay là kiểu app share cái gì đó thì mình mới gửi các bạn được. Còn bây giờ thì mình chưa dám gửi bởi vì mình không chắc là các bạn có đau được không hay là đau nhầm virus về, thì vậy nên rằng là thông cảm nhá, thông cảm. Nó sẽ expert cho tôi này. Thấy chưa nhá? Là phần lớn manpower của mình là được dành vào trong cái việc là cai quản khu vực phía Kurdistan. Vừa nãy là khoảng tầm là 100.000 dân thì bây giờ khoảng tầm là 5.000. Ít đồng. Ít vãi. Đợi tí nhá, thì là mình sẽ muốn làm cái permit regional elections và sau đó rằng là mình sẽ muốn là kiểu hòa giải với cả người Kurdistan nhé. Industrial project, cái này không cần làm đâu nhá. Làm nó mất thời gian với cả nó không có nhu cầu lắm. Nó không được cái gì lắm cả. Thì vậy nên rằng là mình không muốn cho lắm. Rồi ok, thì bây giờ rằng là bọn người Kurdistan nổi loạn lên rồi và vậy nên rằng là nó hơi khó chịu một chút. Chia nửa tô bọn này ra này. Rồi, ok, 15 16. Vào mặt trận tôi đi cái đi. Ferret Alte và ông này nữa, Kabim Oza. Tướng của Thổ Nhĩ Kỳ là gọi là tạm được. Có tướng level 4 nhưng mà không có tướng nào level 5 đâu. Thì vậy nên rằng là các bạn không nên mong chờ quá nhiều này. Van này, anh này xuống vào đây luôn này. Interwar artillery đã xong và sau đó rằng là cho mình input artillery nhé. Máy bay thì cứ bay lên bầu trời đi đã và sau đó rằng là cho mình hết tất cả ra đây đi, triển khai sang con đi nào. Lâu đấy. À mà từ trong cái DLC mới này ấy, thì các bạn sẽ có thêm bộ binh loại mới rằng là cái bọn quân con gì nhỉ, con lạc đà. Lạc đà, lạc đà. Mày đi chỗ khác đi vào đấy làm gì nhỉ? Đấy, đi ra đây này. Tôi cần anh là giải cứu tôi bọn này cái đi này. Đừng để nó chặn lại này. Còn anh đâu rồi? Tôi cần thêm vài đứa nào. Ok. Một anh đi vòng xuống đây này. Còn lại thì mình nghĩ rằng ê, mình tính là đừng để chết không. Còn anh này đi vòng xuống van đi cái. Bởi vì rằng là cái bọn Kurdistan này nó cũng khá là yếu mà. Thì vậy nên rằng là chỉ cần chiếm thủ đô thôi, rằng là mọi thứ chắc là cũng xong được. Mình nghĩ là vậy. Tuy nhiên là sao các bọn kỵ binh của mình đi lâu nhỉ? Batman, what the fuck. Batman chiếm rồi này. Sập chưa? Chưa sập à? Thế thủ đô mới mày đâu? Ở chỗ này à? Thế lên đây đi. Boom, xong chưa? Sập chưa? Chưa sập. Anh ra đây giải cứu tôi bọn này này. Còn anh lên trên này. Anh vào đây, anh vào đây. Rồi ok. Bao vây tôi bọn này vào này. Chiếm chỗ này này. Lên đây này. Anh cũng bị vòng luôn cái sáng cả Batman nhá. Permit regional elections và prioritize our infrastructure. Mình cách nào để mà root out the Kemalist instinct này, increase influence of Kemalist không, thwarting Kemalist infiltration attempts. Được chưa? Đánh sập đi. Một, hai, ba, sập chưa? Sập chưa? Sập chưa? Lại để mất thủ đô cũ nó rồi này. Sập đi, sẽ chết chưa? Chưa chết. Boom, ok. Xong, đã xong. Great news và sau đó rằng là take all state. Reset rồi này. Take all state, rồi ok, done. Và sau đó rằng là tôi có thể làm gì để mà integrate á? Kiểu gì nhỉ?
compliance more than 70%, resistance less than 30%. Thế thì có nghĩa rằng là chúng ta sẽ cần phải là xem nào. Đầu tiên rằng là compliance là bao nhiêu? Mình nghĩ rằng là mình sẽ cần phải tạo lập một agency này. Và sau đó rằng là gì nhỉ? Mấy tỉnh này thì compliance nó khá là thấp. Mày điên à? Chúng ta khả năng 50-50% để mà thắng được một chỗ này ấy. Thì vậy nên rằng là nó cũng khá là mệt mỏi. Bao nhiêu nhỉ? Từ từ xem nào. Chỗ này tỉnh này thì 20% rồi này. Có nghĩa rằng là mình phải dành rất nhiều điểm để mà cố gắng giải quyết chỗ này này. Thực sự nó ăn rất là nhiều political power point ấy. Thì vậy nên rằng là ok. Bao nhiêu nhỉ? 25%. Thế này bao nhiêu? Bao lâu mới được? Ba mươi phần trăm đúng không? Thế số này sao nhỉ? Mình sẽ muốn rằng là chúng ta sẽ đánh nhau bọn nổi loạn đây này. Successfully counted. Rồi ok, thì bây giờ rằng là mình sẽ cần phải làm Treaty of Sabadat. Thì sẽ rằng là trong tương lai thì mình có thành lập liên minh giữa mình với cả là bọn Iraq, Iran và Afghanistan sao ấy. Counter. Khó khăn đấy à? Mình bị mất rất nhiều điểm political power point nhé. Thì tuy nhiên rằng là dù thắng hay thua thì mình cũng có thể là thu hồi lại một số điểm gì đó. Thua thì mình sẽ mất 50 điểm, còn thắng thì mình sẽ mất 25 điểm. Hai mươi phần trăm đúng không nhỉ? 5% à? Hey, cho mình thêm lần nữa nào. Khổ thế cơ. Hết điểm rồi. À, nó vẫn còn này. Thế thì mình sẽ muốn rằng là một phân đây đi nhỉ? Thực sự rằng là nó ăn rất là nhiều điểm political power point ấy. Thì vậy nên rằng là xem nào. Nổi loạn thì có vẻ như rằng là đỡ hơn vừa nãy của mình rồi. Thì nó cũng compliance hơi thấp. Thực sự rằng là compliance hơi thấp một chút. Sau đó rằng là mình sẽ cần phải cử một điệp viên sang bên này nhá, rằng là sẽ root out the resistance, là bỏ chống lại cái sự chống đối bọn nó ấy. Purge the officers, assess our future. Máy bay loại mới này. Và sau đó rằng là cho mình thêm tactical bomber. Xin lỗi, một người đàn ông cần phải ở. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái stability của mình đang rất là thấp. Trừ cả 42% cái factory output cơ. Khiếp. Làm gì mà ghê đấy. Sectarian walls. Khiếp. Thực sự rằng là chúng ta rất có vấn đề này. Cả bọn Discord Organized Armed Forces. Có nghĩa rằng là mình sẽ cần phải xử lý vấn đề về cái việc là quân đội của mình rất là tệ. God, hóa ra rằng là quân đội mình tệ như thế cơ. Ai cứ đéo ngờ được. Thôi bình tĩnh nhá. Thì bây giờ rằng là mình sẽ muốn là thành lập lại cái đế quốc Ottoman trước đã. Rồi sau đó rằng là, à thôi, hai cái làng đi. Learning from the Great War này. Sau đó rằng là tôi cần một bà này. Sang đây là root out resistance cho tôi nhá. Lại thua. Đánh nhau kém cỏi. Sau đó rằng là cho mình thêm cả cái rằng là military factory này. Mấy cái này thì nó tự sửa được. Tuy nhiên rằng là tự sửa tất nhiên rằng là nó sẽ mất thời gian nó khá là nhiều. Nhưng thôi cứ kệ mẹ đi, quan tâm cái đéo gì nữa. Còn anh này sang bên này nhá. Thì mình sẽ xem là bao giờ chuẩn bị chiến tranh nhá. Thì bây giờ rằng là có vẻ như là bọn Kemalist kia, bọn Cộng Hòa ấy, thì bây giờ chỉ còn mỗi khu vực phía Istanbul thôi. Thì vậy nên rằng là thôi kệ mẹ vậy. Bây giờ lại phải làm tiếp này. Compliance chỉ 5% á. Vãi là cứt. Game này khó bằng mẹ được đánh kiểu gì được. Xem nào. Cái này cần 30 à. Thực sự rằng là chúng ta đang bị ăn rất là nhiều dân ý.
là mình không thể nào mà đổi được cái conscription của mình ra được. Vì vậy nên rằng là đấy là điều ăn cứt của cái game này. Chúng ta không thể nào mà làm được cái gì cả. Bởi vì nó quá khó. Thực sự nó quá khó ở đây. Để xem nào, nếu mình theo con đường khác ấy thì mình có chơi được không? Kiểu nếu mình theo cái Abuse Office of Solbrook ấy. Chỉ có thể làm là Purge Officers thôi. Chỉ có thể làm cái đấy được thôi. Vì vậy nên rằng là mệt đấy nhở. Này thì mình có bao nhiêu quân đâu nhở? Mình nghĩ là ấy, thì bây giờ rằng là remove bớt này, bởi vì rằng là chúng ta không thể nào mà duy trì được đâu. Sau đó rằng là đổi cho mình bọn này lại thành cái bộ binh chính gốc của mình ấy. Ai, trời ơi, mình bị ăn quá nhiều manpower mà nó không cho đổi mình, không cho mình đổi luật cơ, bởi vì chúng ta không phải phát xít, không phải cộng sản, thì vậy nên rằng là cứt mà nó cho đổi. À, làm cái mẹ gì bây giờ? Trời ơi, Hungary approaches the German Reich, ok này, assess our future này, và sau đó rằng là bây giờ mình sẽ cần phải cải cách quân đội này, has completed modernize the army, có nghĩa rằng là mình phải làm nốt cái này nữa à? Thế thì mở cái này làm gì? Unlock reforming our armed forces. Thế thì xong rồi không cho ấn cái gì? Nếu mình chưa làm cái mẹ cái game vãi cái lồn. Đéo hiểu. À, cái quả đang thổi. Thực sự cái game này nó làm quá khó người chơi. Chúng ta không phải làm cái gì cả. Compliance thì level nó cũng khá là cao nhưng mà nghĩa rằng là chúng ta cần 4 sư đoàn đây này, 4 sư đoàn kỵ binh này này. My good game. Mệt mỏi vãi cả luôn. Đây là lý do tại sao rằng là mình thấy cái DLC này nó cứ làm nó cứ bị lỗi của gì ấy. Hy Lạp thì cũng ổn ổn. Bulgaria sao nhỉ? Thôi rồi, manpower đầu tiên của chúng ta là hết sạch rồi nhá. Thì đấy là vấn đề nhá. Các bạn biết gì không? Mình nghĩ rằng là ấy, bây giờ thì mình sẽ cần phải thả một Kristan ra. Nó không đáng ấy, thực sự nó không đáng. Occupy territory thì mình không cho thả được à? Mệt đấy nhở. Mệt đấy. Thế thì mình phí bao điểm, 1.000 điểm political power point của mình vào trong khu vực này. Mình vẫn không thể nào mà làm cái mẹ gì chỗ đấy cả. Ha tay là cái tỉnh này này nhá. Đéo hiểu. Mày tha tao đi. Trời ơi. À, mình cách nào thả bọn Kristan không nhỉ? Jihad à? Devout traditionalist. Đây fundamentalism này. Mình sẽ có nghĩa là khoảng tầm mỗi tuần là mình được 2.500 manpower. Cố lên nhá. Cho mình thêm khoảng tầm chỗ đấy nó sẽ khá là ngon này. Thì mỗi tuần có nghĩa rằng là mình sẽ được khoảng tầm 10.000 đã. Tuy nhiên rằng là cứ có manpower nó bị nốt chửng vào trong cái chỗ này luôn. Thì vậy nên rằng là nếu mà muốn ok thì chúng ta sẽ cần phải cho nó nổi loạn lên. Rồi sau đó rằng là mình sẽ cần puppet bọn nó. Đây nhá, không chỉ là manpower mà còn vũ khí nữa. Vũ khí nó cũng bị hút sạch vào chỗ đấy luôn. Thì vậy nên giờ phải tha thao đi người cơ đây. Đéo hiểu. Đéo hiểu thực sự luôn. Có vãi cả ra. Tôi hôm nay chơi thử một tiếng nhé. Francis Sovereignty Aparte to us này. Peace in the world. Nổi dậy đi con ơi. Nổi dậy đi. Để tôi thành lập một cái quốc gia đấy nào. Chỗ này nó không đáng. Bởi vì rằng là chỗ này nó cũng chẳng có nhà máy nào cả cơ. Không hề có cái nào cả. Nó chỉ có cơ sở tầng. Xong rồi có dân đủ kiểu. Manpower của mình vẫn là bị hút về sạch về đấy.
Recently stock. Còn đâu nữa cơ? Afion nữa. Ở chỗ này nữa. Làm tốt đi. Đánh phát nào. 30%. Lại bị thua. Hẳn nào mà nó chê cái DLC nhiều thế. Ít nhất là có đỡ hơn một chút nhá. Ít nhất là có đỡ hơn một chút. Compliance growth có tăng lên. Có đang tăng lên đấy. Thì vậy nên rằng là tăng lên 10% mà. Các biết gì không? Thì mình nghĩ rằng là bây giờ đầu tiên ấy là mình sẽ cần phải xem nào. Có cái nào để mà mình tăng cái Technology training integral relation phòng department blueprint ceiling anti-partisan. Ok, cũng 25% cả cái anti-resistance này. Peace in the world. Rồi, ok. Purge officers. Và bây giờ rằng là chúng ta sẽ triển khai nội chiến giữa phe Cộng hòa và phe Dân chủ. Phe Dân chủ thì rằng là sẽ bởi Dân chủ mà dân ở đây chủ yếu rằng là dân là người Hồi giáo, thì vậy nên rằng là chúng ta sẽ theo phe của người Hồi. Purge officers thì cái này thì mình có thể anti-partisan này. Mình sẽ cần thêm một điệp viên nữa nhá. Thì bây giờ rằng là xin đọc populism. Nghiên cứu tiếp cho tôi này, bởi vì rằng là mình sẽ muốn chống quân đội nổi dậy đây này. Ở chỗ này thì mình sẽ muốn đánh nhau lần nữa này. Chiến thắng thắng thắng. Điên rồ. Mệt mỏi. Ôi dồi. Nhưng mà manpower của mình bắt đầu có lại một chút rồi đấy. Bắt đầu có lại nhá, nhưng mà không có nghĩa rằng là nó đang giảm dần xuống rồi này, thì cũng đỡ hơn rồi đấy. Cũng có vẻ ok đấy nhở. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ cần phải làm gì đó khu vực bên này này, bởi vì nó đang có lẽ rằng là lại choảng lên phát nữa nhá. Choảng lên phát nữa. Boom đấy, ăn nhầm. Boom, mày điên à? 64%, thật sự điên rồ quá. Và sau đó rằng là counter intelligence có cái gì để mình nâng cấp không nhỉ? Blueprint steering này. Hình như là khoảng tầm là 5 cái nghiên cứu thì chúng ta mới có thêm một điệp viên nữa được. Thì mình sẽ cần khoảng tầm rằng là 2 điệp viên ở khu vực phía Kurdistan kia thì may ra mới đỡ được. Vẫn đang giảm xuống này. Rồi ok, nội chiến và Field Shabella we fight. Quân đội chúng ta thì cũng khá là đầy đủ vào quê. Mình nói thẳng ra là rằng ấy thì rằng là mình sẽ nhường toàn bộ khu vực phía đông của cho bọn nó, bởi vì rằng là quân đội của nó khá là ít đấy, ít hơn mình khá là nhiều. Thì vậy nên rằng là ok, thì bây giờ rằng là Ottoman officers offer chance to restore the Sultanate, thì rằng là có những cái sĩ quan của đế quốc Ottoman kia rằng là bảo là anh muốn là thành lập lại đế quốc Ottoman không? Ok, thì rằng là hãy mời tôi lại chính phủ. Và vậy nên rằng là nhớ nhá, all glory awaits reclamation, provisional state of Anatolia. Đến khoảng tầm năm 1942 sao ấy thì rằng là mình cử một người phụ nữ lên làm hoàng đế của đế quốc Ottoman cơ. Cứ để cho nó chiếm nhá, cứ để cho nó chiếm đi. Thực sự ấy. Anh đi anh. Muốn tôi lùi nữa. Ok, lùi tiếp này. Thì mình sẽ muốn lùi hẳn sang bên này nào. Trời, tướng ở đây này. Pasha hình như rằng là đây là gọi là một cái tên gọi tướng hay sao ấy. Đi đi anh ơi, đi 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 đi. Cứ để cho nó đi nhá. Cứ để cho nó đi, kệ mẹ luôn. Passive defense và interrogation technique này. Ở Kurdistan như nào nhỉ? Lại tăng rồi. Khiếp. Điên đấy nhở. Fidelity này, bởi vì rằng là mình scan manpower này.
Xong chưa? Nó lấy cả xe tăng của mình luôn rồi này. Điên đấy. Rồi rồi. Vào đây nào. Và sau đó rằng là các anh thì sẽ tấn công quân tôi cả vào đây nào. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Không quân làm sao nhỉ? Vẫn thế, không sao cả. Anh này nhá, tấn công vào Istanbul này. Chặn được nó về, mau lên nào. Thằng này anh chạy về này. Kịp không, kịp không, kịp không, kịp không. Không kịp, ui, quá dễ các bạn ạ, quá dễ. Istanbul. Dễ vãi các bạn ạ, dễ vãi. Tuy nhiên rằng là vẫn là vấn đề về khu vực Kyrgyzstan kia thì rằng là bọn nó vẫn đang nổi loạn lên. Mà mình hết sạch manpower rồi. Và cả cái stability của mình nó khá là tệ nữa. Interrogation technique đã xong rồi này. Cho tôi thêm cả cái economy cái gì đó. Pivot to the past. Và sau đó rằng là purge the Camelus này. Rebuild nation, restore the divan. Xuống mãi cái tận là reclaim the Macedonali sân nhóc kia thì mình mới declare war quốc gia khác, rồi sau đó ra ngoài chiến tranh đủ kiểu. Mãi đến lúc đấy cơ. Xem nào. Rồi ok, có thêm một điệp viên nữa rồi này. Bao nhiêu nhỉ? Mới có chỗ đấy thì mình không biết rằng là có đủ nhiều không. Thế bây giờ nổi loạn đây thì sao nhỉ? Có, lại giảm xuống rồi này. Ok, thế thì thêm một điệp viên nữa vào nữa thì mình nghĩ rằng là mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ? Mong là vậy nhá, mong là vậy. Thì mình sẽ muốn rằng là nó giảm chống đối càng được càng nhiều còn tốt, bởi vì rằng là mình sẽ rất cần manpower trong cuộc chiến chống Hy Lạp. Và rồi sau đó rằng là mình sẽ muốn cả Bulgaria đầu hàng mình nữa và đủ kiểu. Ôi rồi. Campaign này là một cái thứ rất là mệt mỏi. Thêm được viên nào. Cho tôi một anh hay là một chị. Sang bên này và rút out resistance của tôi cái đi. Compliance thì tăng bao nhiêu nhỉ? Cũng vẫn thế, không khác gì lắm cả. Xem nào, scan nào. Và sau đó rằng là cho mình nghiên cứu cả cái pháo binh loại mới này. Nhỉ, bộ binh của mình nữa. Quên mất rằng là chúng ta vẫn chưa cải cách lại bộ binh. Thì vậy nên rằng là có War Support trừ 15%, không cần này. Division Speed là trừ 10% và Organization trừ 8%. Hẳn là đi bộ chậm đấy. Mới chỉ Camelus này. Rồi ok, chiến tranh thế giới thứ hai đã bắt đầu rồi. Restore the Divan. Rebuild Nation. Đổi súng mới này. Và sau đó rằng là hạ bớt này xuống đi này. Cần gì nhiều thế. Mua cho tôi thêm sắt này. Khoảng tầm rằng là mua cho mình ở 3 cái cũng được. Ừ, nhá, 3 nhá. Chống đối nào. Vẫn là hạ xuống. Ôi rồi. Mình thấy rất là hạnh phúc các bạn ạ. Thề, hạnh phúc vãi. Bởi vì rằng là mình biết là cái việc là bọn nó nổi loạn lên là nó khó chịu như nào ấy. Và mình sợ rằng là lần hai nó nổi loạn lên thì nó theo cộng sản, thì nó sẽ theo phe của Liên Xô hoặc là người phát xít chẳng hạn. Thì mình khá là, mình nghĩ là không muốn một chút nào cả. Restore the Divan. Nói chung rằng là vẫn chưa có khu vực nào mà mình thấy rằng là compliance tăng cao được cả. Toàn là 20% nhỉ? Sao chỗ này tăng rồi? À, lại giảm rồi. Mình nhớ rằng là 30 chỗ này cơ mà nhỉ? Khó hiểu đấy. Nhưng mà nói chung rằng là manpower ok rồi. Thì chưa ok lắm, nhưng mà cũng được. Thì mình sẽ cần phải đi đánh nhau với ai nhỉ? Xem nào. Restore the Divan. Political Power cộng 120 điểm. Đánh nhau ở Hy Lạp ấy thì rằng là đầu tiên là chúng ta sẽ cần phòng thủ với mấy cái cảng này này. Và thứ hai rằng là mình đang không biết ý, là chúng ta có nên nhường cái Istanbul cho bọn nó hay không. Restore the Divan và rebuilding our nation này. Thì sau đó rằng là mình sẽ muốn là chỉ định tướng đi nhỉ.
Army Morale với cả rằng Army Group mình. Thì đầu tiên ý, là quân đội này thì mình sẽ muốn rằng là đóng ở bên phía là đợi mình tí nhá, để mình xem như là xếp đội hình như nào nhỉ. Chắc ở chỗ này không cần nhiều đâu này, thì mình sẽ muốn khoảng tầm là 3 sư đoàn, 4 sư đoàn nhá. Phòng thủ chỗ này này, Pasha này, vào đây này, và sau đó là khoảng tầm 3 sư đoàn nhá. 3 sư đoàn sẽ chia thêm đạo quân nữa này, và sau đó rằng là sẽ vào chỗ này này. Rồi ok. Và ông sẽ đổ bộ từ đây sang bên phía Athens này. Improve Expert, rồi ok. Vào đây này. Lượng này thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải phòng thủ. Cứ để cho nó tấn công nhá. Cứ để cho nó tấn công đi. Ôi rồi. Chuẩn bị Return of the Sultan và The Ottoman Sultanate is reborn. Được, ok, khá là ngon. Improve Artillery Upgrade này. Và sau đó rằng là mà mình hình như rằng là vẫn chưa cho bộ binh của mình có Artillery sao ấy. Đúng thật. Support Artillery này, với cả là một cái Artillery đây này. Thiếu pháo binh, nhưng mà ok. Xem nào. Tiếp tục đi nào. Đang giảm phần nữa này. Được. Được. Rất là ngon. Rất là ngon. Mình rất là tự hào. Refet Pasha. Hình như ông này là người lãnh đạo người Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, và sau đó rằng là đã thua làng xẻng. Hình như ông này bị ghét lắm ý. Excavation bar này. Mình sẽ cần dầu mỏ để mà chúng ta phải duy trì được cái sự để có thể đánh nhau cả thuyền của người Hy Lạp ở đây nhá, ở chỗ biển Aegean Sea nhá. Người Hy Lạp thì mình nhớ rằng là khoảng tầm là 17 thuyền, còn chúng ta có khoảng tầm là 15 thuyền. Thì liệu rằng là ai thắng thì mình không biết chắc lắm, nhưng mà mong rằng là mình đủ sức thắng được. Có 14 cái đấy á. Ít đấy á. Hơi căng nhỉ. Factory repair speed cộng 25% và civilian Factory Construction Speed là cộng một chút phần trăm gì đó nữa. Xây dựng cũng khá là ok này. Production là sao nhỉ? Cộng 33%. Ok, ổn phết đấy. Vũ khí thì đang tạm thời là cũng đang ổn này. Thì mình nghĩ rằng là bây giờ chiêu mộ thêm là vừa đấy. Thì mình sẽ muốn rằng là thêm bộ binh này này. Khoảng tầm 2 sư đoàn đi. Thì mình nghĩ rằng là cái manpower của mình sẽ gánh được chắc. Đánh đâu nhỉ? Với cả rằng là cho tôi làm cái gì hát nữa đi. Fidelity à? Hay là gì hát ở gì? Ấy, đúng không? Ô nhầm rồi. Vãi là cứ lốt lại được, lốt lại được. Bởi vì rằng là War Support thì chúng ta cần đâu? Cần làm gì? Cho mình cái Fidelity này cộng 2.500 cái đi. Và rồi sau đó rằng là chiêu mộ cái nào. Hai sư đoàn này chủ yếu rằng là chúng ta đang bị thiếu về đại bác, thì vậy nên rằng là mình sẽ muốn tăng lên một chút này. Boom, đã xong rồi. Ok, bây giờ rằng là thời khắc để chúng ta thành lập lại đế quốc Ottoman rồi. Ui rồi mệt mỏi nhá. Mình thấy rằng là cái focus tree này thì mãi khoảng tầm năm 1940 mình bảo rồi là chúng ta mới có thể đi xâm chiếm được. Thì vậy nên rằng là bạn nào không có kiểu là muốn bình tĩnh mà đi kiểu xây dựng đất nước đủ kiểu, thì nói chung rằng là cái DLC này nó không phải dành cho các bạn lắm. Bởi vì siêu cùng ấy rằng là Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria với cả Hy Lạp là một quốc gia bé, thì cái việc mà họ đi xâm lược đánh nhau và đủ kiểu thì không phải là cái kiểu demotion, là cái mục đích của họ ấy. Đến thời gian này thì game sẽ khá là chậm, bởi vì rằng là 1940 mà đánh nhau toàn bộ thế giới, thì vậy nên rằng là game nó sẽ hơi lag một chút. Ở bên này Trung Quốc thì chống giữ đang khá là ok nhỉ, cũng không phải là tệ đâu.
Còn ở bên Mỹ thì sao? Anh Mỹ thì vẫn chưa làm gì đúng không nhỉ? Vẫn chưa làm gì đâu. Return of the Sultan. Mau lên nào. Mau lên. Mình sẽ muốn chiếm Hy Lạp trước khi mà end part lần này nhá. Chẳng biết rằng là có thêm video nữa hay không thì mình không chắc lắm. Tuy nhiên rằng là hiện tại tối nay là sẽ có video này đã. Vũ khí đang thừa khá khá đấy, nhưng mà về cái artillery nó hơi thấp nhỉ. Ừ, nó thiếu 48 cái artillery này đây này. Return of the Sultan. Về thế nào anh ơi? Về với phe em nào. Bulgaria thì các bạn có thành lập cả lại cả đế quốc La Mã. Tuy nhiên rằng là nó cũng khá là kỳ, sao lại đâu xem bao nhiêu. Để chiều nay mình xem thử xem là cái ông Alex Rambler chơi kiểu gì. Boom. Ok, Ottoman Sultanate này. Và sau đó cuối cùng thì bây giờ rằng là chúng ta sẽ declare war với cả Hy Lạp cái đi. Thuyền của mình không rõ rằng là có mạnh lắm hay không thì kệ mẹ vậy. Phải tấn công trước khi mà anh ý khi xâm lược Hy Lạp. Rồi ơi. Rồi ơi là rồi. Lâu quá. Nó cứ làm cái focus stream 70 ngày nó khó chịu vãi cái dai. Thế, hey, The Legacy of Atatürk. Quân đội của mình thì nó cũng không phải là bị ảnh hưởng bởi cái này quá mức ấy, bởi vì rằng là cái debuff thì nó không phải là quá mạnh đâu, thì vậy nên rằng là cũng ok thôi. Ngon đấy, thực sự rằng là cái khu vực này nó gần như là yên ổn rồi này. Compliance thì nó hơi thấp một chút, phải đợi khoảng tầm 70% cơ, và 70% thì khoảng tầm rằng là vài năm nữa nhá, vài năm nữa. Soviet Union claim Bessarabia. Mình sẽ muốn rằng là quân đội của bọn Hy Lạp ấy là sẽ bao vây toàn bộ khu vực phía bên Thổ Nhĩ Kỳ này thì nó sẽ khá là ngon này. Ở mấy cái đảo vẫn chưa phòng thủ à? Khó hiểu đấy. Thì nếu mà chúng ta chiếm được mấy cái đảo này sớm ý, thì rằng là quân đội này phải sang hỗ trợ về xâm lược thủy binh sang bên phía Hy Lạp kia thì nó sẽ ok hơn này. Cái khu vực này nó khá là hẹp, thì vậy nên rằng là để mà xâm lược qua thì mình sẽ muốn là tiêu diệt đạo quân nó trước đã, rồi sau đó rằng là mới đi qua chỗ này được. Rồi, ok này. Trước khi đi declare war chúng ta sẽ cần phải lưu này. Save game này. Rồi ok. Và sau đó rằng là press the Austro-Hungarian claim và declare war cho tôi với Hy Lạp nào. Ok, chúng ta tiếp tục đi nhá. Thì rằng là mình không hiểu tại sao ấy rằng là thuyền của mình chiếm được một màu xanh nhá, một màu xanh rõ ràng luôn, và vậy nên rằng là bây giờ thì đánh tiếp đi, bởi vì bây giờ chúng ta xong rồi ấy. Vào 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 6 sư đoàn, vào thế nào, vào thế nào, vào thế, vào thế được không? Ôi rồi, từ nãy giờ mệt mỏi vãi cả ra ấy. Tiếp tục ý thì rằng là mình sẽ cần phải xâm lược xuống Heracron kia, thì vậy nên rằng là mình sẽ muốn chiếm chỗ này này. Bao nhiêu lâu xong nhỉ? Với cả rằng là mình sẽ cần phải kiểm soát bờ biển chỗ này, thì vậy nên rằng là biển không chiếm được à? Hơi khó nhỉ. Thôi rồi, ít nhất rằng là chúng ta chiếm được Athens này nhá. Và sau đó rằng là mình sẽ muốn quân đội này sang bên này này, cả hai anh đều sang nhá. Chỗ còn lại chỗ này thì vào chỗ này biết chưa? Đấy, rồi tấn công xuống đây này. Một anh ấy rằng là sẽ đi vòng sang đây này, tấn công tôi và chiếm Pachas và đủ kiểu này, Kalamata đủ kiểu này. Đấy, chiếm đi này. Improve artillery upgrade đã xong. Rồi ơi. Thực sự rằng là rất là mất thời gian campaign này. Chiếm mấy cảng Pachas với ở Kalamata kia nhá. Không thì chúng ta sẽ bị bọn nó đổ bộ xuống đây luôn, thì vậy nên rằng là cần phải cố gắng và đẩy nhanh thật nhanh tiến độ này. Thì không quân chúng ta đâu nhỉ? Bay sang bên phía rằng là Istanbul này và bay sang Hy Lạp này, mà bổ sung cho mình thêm khoảng tầm rằng là 100 máy bay nữa đúng không? 2.000 nhân lực rồi, ok, bay đi.
Mà anh bay lên trên này này. Tất cả bộ binh bọn này vào đây luôn nhỉ? Còn anh thì sang bên này, tôi cứ đi tiếp tục nhá. Cứ chiếm mấy chỗ này đi cái. Tấn công ấy, đừng để yên đâu. Đấy, bọn nó xuống luôn rồi này. Thì vậy nên rằng là mình sẽ cần khoảng tầm 2 sư đoàn này nhá. Rằng là thành lập mặt trận bên này đi. Và cho mình 2 division. Cứ đi đi, đừng có dừng lại nào. Hơi bị nhiều sư đoàn quá rồi đấy. Thì vậy nên rằng sang bên này này. Bao vây vào, bao vây vào, bao vây vào. Giữ nó lại, ai không kịp. Điên hết không chứ lại. Cứ lúc nào mình nghĩ sắp được rồi thì mọi thứ lại thất bại nữa. Xem nào. Vòng qua đây này. 3 sư đoàn nó đang ở đây này. Bị bao vây rồi à? Vãi là cướp mất 2 sư đoàn này. Mất 2 cái luôn. Đéo hiểu. Thôi rồi, thì rằng là thành lập cho tôi toàn bộ mặt trận đấy. Lại rút bên này đi nhá. Lại rút bên này đi. Còn chỗ này thì mình nghĩ rằng là vẫn đang ok chăng. 4 sư đoàn chắc là đủ đấy nhỉ. Chỗ này thì vào đây cái. Và tấn công tôi bọn nó đi. Thuyền của mình hình như rằng là bị đánh chìm hết sạch rồi đúng không? À đâu, vẫn còn mà nhờ. Thế đâu rồi? Đang sửa chữa đúng không? Thì tiếp tục đi. Đừng có dạ, đừng có về sửa chữa nào. Ở đâu rồi đấy? Chúng ta bị chết mất 2 sư đoàn rồi đúng không nhỉ? Mất 2 sư đoàn rồi. Xem nào. Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ có kế hoạch chăng? Tấn công nào, đẩy luôn vào, đẩy luôn vào, đẩy luôn vào. Ok, rất ngon, rất ngon, rất ngon, rất ngon, rất ngon. Tấn luôn. Bây giờ rằng là mình mà chiếm đằng sau chỗ bọn này được thì chúng ta hoàn toàn nó cái bao vây toàn bộ lực lượng của bọn nó bên phía là Istanbul kia. Khoảng tầm 1 2 vòng lên trên này này. Đấy, rồi ok. Anh này cũng thấy này, cũng vòng lên trên này này. Anh này thì sẽ vòng sang Larissa và sang Thessaloniki này. Và anh này sẽ lên đây này. Đấy, rồi ok. Chúng ta cần phải xong cái cuộc chiến trước tháng 10 nhá. Nhớ nhá. Nhớ phải xong trước tháng 10 này. Lại bị bao vây. Mày có bị đi không? Đừng để nó chiếm chỗ này nào. Khổ thế cơ. Cho tôi đem 2 sư đoàn đây đi cái. Không nào. Anh thì giữ tôi bọn này lại này. Giữ tôi thằng này lại này. Một anh sẽ đi vòng qua đây này. Đấy, rồi ok này. Còn anh thì sẽ đi đầu đi này. Đủ kiểu này. Tấn công được chưa nào? Ok, triển khai đi. Có lẽ là tấn công được rồi đấy. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Bao vây, bao vây, bao vây. Rất là ngon này. Anh vòng sang bên này này. Còn anh thì sẽ đi tấn công ở đây này. Thủy binh đâu rồi nhỉ? Vẫn chưa triển khai được à? Thủy binh đâu rồi nhỉ? Cái thuyền, mấy cái thuyền đâu rồi? Khó hiểu đấy. À đây, chỗ này đây. Thì anh ra ngoài biển đấy chứ. Vẫn là màu vàng. Xanh đi, trời ơi, xanh đi, xanh đi, xanh đi, xanh đi, xanh đi. Một anh lên vòng bên đây này. Bao vây bọn này lại này. Còn chỗ này tấn công được chưa? Tấn công tiếp đi. Ổn thế. Bao vây này. Bao vây đây này. Không kịp rồi. Chỗ này chúng ta hoàn toàn là phải đẩy qua đây được đúng không? Ừ, chắc đẩy được nhỉ. Thêm cho tôi vài sư đoàn đây này. Tấn công này. Tấn công này. Hỗ trợ này. Không kịp rồi. Khó chịu nhở. Một anh đi vòng lên đây này. Còn anh này thì không nào. Anh sang bên này cái. Thủy binh chúng ta như nào rồi? Mình tưởng rằng là mình phải chiếm được biển rồi chứ. 10 tháng 7. Ok, vẫn chưa sẵn lắm cả đâu. Cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. Tấn công đây này. Chiếm với tôi cái đi. Lại phải lùi lại. Mệt đấy nhỉ.
Bao giờ rằng là cái lệnh tôi mới triển khai được anh ơi? Bộ binh của mình vẫn đang di chuyển đằng này, không sao lắm cả này. Ở chỗ này thì mình có thể tiến lên được cái Ionia này. Về lại cái đi anh ơi, năm sư đoàn tấn công đi. Tao nhường cái mày đấy. Press the Austro-Hungarian claim này. Có lẽ rằng là mình sẽ muốn làm cái là modernizing the army đi. Và rồi sau đó rằng là anh sẽ tham gia đạo quân này. Vào nhanh, vào nhanh, vào nhanh, vào nhanh. Tấn công này. Thật nhanh này. Triển khai này. Và sau đó rằng là aggressively này. Rồi ok, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Không kịp rồi. Lại ngu rồi. Lại ngu rồi. Khổ thế cơ. 93. Đẩy được một sư đoàn rồi. 94. 95. Anh ơi. Vẫn đang bay đúng không? Mà sao mà không chiến bầu trời thế này? 98, 99, 100. Rồi ok, rất là ngon. Chúng ta vừa được xong rồi nhá. Với cả vừa được cái pháo đài của nó rồi. Thì vậy nên rằng là sẽ ok anh chăng? Không chắc lắm nhưng mà mình nghĩ rằng là sẽ được thôi chăng. Mong là vậy. Ở chỗ này thì chúng ta vẫn đang cố công một thôi này. Chiếm mất cả tỉnh của nó rồi. Mà sao vẫn chưa sụp đổ nhỉ? À thế sao Loniki nữa cơ? Thủy binh sao rồi nhỉ? Chiếm cho tôi cả chỗ đấy đi các ơi. Còn ở chỗ này thì vẫn còn hơi khó này. Tầm 3, 4, 5, 5, 6, 8, 7. Đấy đi, đấy đi, đấy đi. Ê giời ơi, nó lại về rồi. Tất cả phải cùng tấn công nào. Đừng có dừng lại. Tất cả, tất cả, tất cả, tất cả. Được luôn. Rồi ok. Đang chín rồi. Chúng ta vẫn còn một chút thời gian nữa thôi. Vào Thessaloniki này. Vào. Ok, rất là ngon, rất là ngon, rất là ngon. Cố lên nào. Vào Thessaloniki. Rồi. Cuộc chiến này tưởng dễ nhưng mà không dễ chút nào cả đâu. Và chúng ta bao vây đây rồi. Thì bây giờ mà không chiếm được Thessaloniki thật nhanh vào ấy thì chúng ta sẽ mất toàn bộ đạo quân của mình bên phía này. Thì vậy nên rằng là bình tĩnh cái này. Và sau đó rằng là chiếm lại cho tôi chỗ này đây này. Tấn công đây này. Mày đi ra. Liệu rằng chúng ta có kịp hay không? Thì mình không chắc lắm nhưng mà chắc là kịp với nhỉ. Tháng 10 rồi. 15 ngày nữa thôi. With Greece mau lên nào. Cố lên, 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 cố lên. Đầu hàng đi. Bắt nó là the rồi. Đéo hiểu. Đéo hiểu. Đéo hiểu game. Bình tĩnh. Bình tĩnh là minh chi. Nhưng mà game này nó khó chịu quá. Thế game nó khó chịu vãi cả ra ấy. Giữ tôi này lại này. Anh này sang bên này. Hai anh nhá. Thủ của tôi vị trí này. Đừng để cho nó vượt qua được. Cố lên. Điên hết nhở. Đâu nhở. Hai sư đoàn thành lập mặt trận đây này. Đầu tiên là vậy này. Rồi sau đó rằng là anh này giữ tụ này lại đây này. Giữ được không? Giữ được, ok, vẫn giữ được, không sao cả này. Sập chưa? Chưa sập. Đéo hiểu thủ đô mới Pachas. Khó chịu nhở. Cái bọn này không chịu đầu hàng ấy. Xuống đi. Khổ thế cơ. Giữ tôi bằng được Athens nhá. Đừng để mất nhá. Còn lại một số tỉnh này. Thì bây giờ rằng là nếu bây giờ mình chiếm Larissa sao nhỉ. Chiếm mình Larissa này. Ba sư đoàn này nhá. Tấn công mình vào đây này.
một anh nữa sẽ vào đây này. Nói chung rằng là chúng ta bây giờ chiếm thêm một thành phố nữa thôi thì mình nghĩ rằng là nó sẽ sập chăng nhỉ? Larissa chẳng hạn ý. Còn ở Patras thì mình sợ rằng là hơi khó. Thì hiện tại rằng là chỗ này thì mình không có cảng hay sao mà sao vẫn giữ được nhỉ? Khó hiểu đấy. Sập. Sập chưa? Sập thôi, sập thôi. Thực sự rằng là quá mệt các bạn ạ. Quá là mệt luôn. Mệt vãi cả trường. Nhưng mà thôi coi như... Cũng may rằng là chúng ta thắng được rồi. Cũng may là vậy. Sau những nỗ lực không ngừng mệt mỏi của mình thì cuối cùng rằng là mình đã thắng được cái bọn Hy Lạp kia. Thì ok, thì rằng là hôm nay chúng ta mới chính thức là kết thúc tại đây. Thì vậy nên rằng là mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ cho mình. Và đó, bye bye.